chào quý vị và các bạn. Trong tuần qua, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng An ninh ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ hai. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, trong thời gian vừa qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Tại hội nghị, các nước cũng thỏa thuận trong thời gian tới cần tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc tế, khu vực mà các bên cùng quan tâm, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là khu vực biên giới và khu vực tam giác phát triển. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2014, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ngày 31 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại lễ bàn giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng hết sức để cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015, trước mắt là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 200 căn nhà kèm quà tặng và đồ dùng sinh hoạt cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại tỉnh Lâm Đồng. Tính đến nay, 199 căn nhà đã hoàn thành, mỗi căn nhà có trị giá 80 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng do Vietinbank tài trợ, còn lại của các gia đình góp thêm. Bình quân mỗi căn có diện tích 49,6 m². Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa cùng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã ghi nhận 20 con bò tót lai F1, cả con đực và con cái, tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận, giáp ranh vùng rừng Lâm Đồng và Khánh Hòa. Trọng lượng trung bình mỗi con 2 năm tuổi nặng hơn 300 kg, mỗi con từ 3 đến 4 năm tuổi nặng từ 350 đến 400 kg, vượt gần gấp đôi so với trọng lượng của con bò nhà cùng tuổi. Đây là giống bò tót F1 lai tự nhiên giữa con bò tót đực hoang dã với những con bò cái của người dân hàng ngày chăn thả ngoài bìa rừng Phước Bình, Ninh Thuận từ năm 2009 tới nay. Hội nghị thực hiện chính sách đặc thù và củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt vào sáng ngày 30 tháng 7, với rất nhiều cơ chế chính sách của chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên có cơ hội thúc đẩy nhanh sự phát triển. Trong 3 năm từ 2009 đến 2011, đã có 21 trong tổng số 29 huyện nhận được tổng số tiền là 366 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đặc thù hỗ trợ mục tiêu theo công văn số 588 của Thủ tướng Chính phủ. Số kinh phí trên đã được đầu tư vào 83 đề án, tập trung vào 4 nhóm chủ yếu gồm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trụ sở làm việc của xã, đường giao thông nông thôn, điện, nước sạch, thủy lợi, nhà văn hóa cộng đồng, hỗ trợ cấp điện cho các thôn buôn, kinh phí lắp đặt công tơ, xây dựng mạng truyền thanh cơ sở, mua nông cụ máy chế biến sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ người nghèo, thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cán bộ y tế từ miền xuôi lên công tác lâu dài tại các huyện miền núi. Theo đánh giá, dù nguồn kinh phí không lớn, nhưng qua đó góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ thêm nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Chính thức triển khai từ tháng 5 2013 đến nay, Lâm Đồng đang dẫn đầu Tây Nguyên với hơn 1.830 hộ gia đình đã vay từ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện việc tái canh trồng mới cà phê trên tổng diện tích khoảng 8.650 ha. Trong nhóm giải pháp quản lý và tổ chức sản xuất, Lâm Đồng đã tăng cường kiểm soát, quản lý hệ thống vườn ươm, vườn nhân chồi giống cà phê cao sản, kịp thời hướng dẫn người chủ vườn công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống trước khi cung ứng cho nông dân trồng đại trà. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo việc trồng cây che bóng, che chắn gió, đúng chủng loại, đúng kỹ thuật, phù hợp với quy mô sản xuất nhằm tạo ra hệ sinh thái chất lượng cao cho đồng ruộng cà phê tái canh. Theo kết quả điều tra của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghệ cao Bình Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh,
Lâm Đồng với 4 nguồn nước khoáng chính nằm trên các vùng địa chất thuộc xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, xã Đạ Long, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, xã Ninh Gia, xã Phú Hội, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và thị trấn Maragui, huyện Đạ Hoai, có thể khai thác mỗi ngày hơn 1.000 mét khối để phục vụ dịch vụ du lịch. Với các sản phẩm dịch vụ, có thể sử dụng nguồn nước khoáng này như ngâm tắm, chữa bệnh, sản xuất nước uống đóng chai, nuôi tảo spirulina, một loài tảo quý hiếm, giàu giá trị dinh dưỡng, dạng thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ châu Phi. Thưa quý vị, các bác sĩ của Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt vừa phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung lớn, thiếu máu nặng. Trong một tiếng đồng hồ, các bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra khỏi người bệnh nhân khối u lớn nặng 1,5 kg. Bệnh nhân là chị Ma Lan, 54 tuổi, ở xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương, nhập viện trong tình trạng bụng quá lớn, thiếu máu nặng. Ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản Dusen Việt Nam, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, lập dự án đầu tư trồng và chế biến nấm xuất khẩu tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, với quy mô 7.121 m² đất. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Lâm Đồng 168 giờ của báo Lâm Đồng điện tử xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.